đây là giường qua bông tên xịt nước. Ngọn bông tên rất cao. Và đây là đi trên nhìn xuống công viên. Ở đây cũng thấy xịt nước, phun nước. Đây cũng là một cái view phun nước. Đây cũng là một cái wheel. Đây cũng có cái băng để cho người chơi. Đây, cái wheel phun nước. Xa xa có tàu cano chạy. Đây cũng là một cái wheel phun nước. Người mẫu ngay wheel phun nước. Đây cũng là một cái wheel phun nước rất đẹp.
hoa biết tên, hoa này hoa dạng thọ, còn mấy cái loại hoa khác thì không biết tên, không có chuyên môn. Đây có cái biểu tượng gì không biết nữa. Chắp tay. Đang chắp tay. Đây ngoài kia có tàu chở đi chơi, xa xa nhìn thấy đó, chiếc tàu đang chạy. Con bướm 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 đen, bướm 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 bay lẹ quá rồi, để mất tiêu.
con gì đẹp. Đây, đây sẽ kết thúc dạo chơi Reno Park. Kia xa xa là bãi đậu xe, và đây là quang cảnh rất là tổng quát. Có một công viên. Bây giờ là khoảng 12 giờ trưa. Từ đây trở đi rất là đông người, không có chỗ đậu xe luôn. Ok, bye bye.